ơi sớm tinh mơ tiếng gà gọi cha vang quốc gia đồng. Ai đêm nắng lòng lầy mãi mãi cháy những giọt mồ hôi. Mời bạn về Thiểm Xuyên quê tôi, nơi con sông Cầu lơ thơ nước chảy đã đi vào thơ ca điệu nhạc. Với những cánh đồng lúa trải dài xanh ngắt, ở nơi đây đã sinh ra những con người chịu thương, chịu khó, mộc mạc, bình dị và đầy lòng mến khách. Trong kháng chiến chống Pháp cứu nước, Thiểm Xuyên quê tôi được ví như thủ đô kháng chiến thời bấy giờ, nơi đã che chở và bảo vệ nhiều cán bộ cách mạng để có được ngày hòa bình thống nhất như hôm nay. Nằm bên cạnh khu công nghiệp Yên Phong 2 mở rộng, làng quê được đô thị hóa với những ngôi nhà cao tầng và những lớp sơn mới đang khoác trên mình những bộ cánh của một ngôi làng quê trù phú nhưng vẫn giữ đậm nét truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới với tiêu chí xây dựng kiến thiết làng quê văn minh hiện đại với đầy đủ các hạng mục công trình phục vụ cộng đồng như nhà văn hóa, sân thể thao, đường nhựa, đặc biệt là các công trình văn hóa tâm linh như đình chùa được người dân và chính quyền các cấp hết sức quan tâm. Trải theo những năm tháng của lịch sử, đình làng bị xuống cấp cần được tôn tạo, tu bổ, xây dựng mới. Vào cuối năm 2020, nhân dân cùng chính quyền các cấp quyết định phục hồi xây dựng lại ngôi đình đúng với tầm bề thế, linh thiêng, tố hảo của ngôi đình cổ xưa kia để xứng tầm với niềm tự hào là di sản văn hóa cấp tỉnh đã được nhà nước công nhận vào năm 2005. Từ khi khởi công đến nay, đình làng đang cơ bản được hoàn thiện, được sự đồng ý của các cụ hội người cao tuổi và chính quyền địa phương. Hội đồng niên sinh năm 1984 thành tâm công đức đôi ông nghê góp một phần nhỏ bé vào khuôn viên của sân đình, tăng thêm phần linh thiêng cổ kính. Bốn mươi bốn gương mặt hội đồng niên sinh năm 1984 chúng tôi là 44 gương mặt tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình văn hóa, luôn chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn đi đầu trong các hoạt động lao động sản xuất và đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tuổi trẻ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có nhiều bạn thành lập công ty, tạo ra nhiều công ăn việc làm và đã gặt hái được nhiều thành tựu tiêu biểu như bạn Duy Trường, bạn Bắc, bạn Cường, bạn Cương, bạn Ước. Trong lĩnh vực nghề nghiệp khác như ngành y tế, có bạn Hoa, bạn Thức đang ngày đêm chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Trong lĩnh vực giáo dục, có bạn Bến, bạn Thọ, bạn Nguyệt. Trong lĩnh vực xí nghiệp nhà máy, khu công nghiệp, có nhiều các bạn đang là những kỹ sư như bạn Thủy, bạn Vinh, bạn Phương, bạn Thu kế toán trưởng, bạn Hồng, bạn Huệ và nhiều các bạn khác là trưởng các bộ phận đảm nhiệm những cương vị khác nhau đang ngày đêm hăng say lao động sản xuất. Trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tiêu biểu của bạn Phong, bạn Toán. Trong xây dựng và kiến thiết nhà cửa, có bạn Quang, bạn Thi, bạn Thành, bạn Ước, bạn Hùng, bạn Phiêu, bạn Sĩ. Đặc biệt, các bạn nữ đồng niên sinh năm 1984 là những người mẹ, người vợ đảm đang, hăng say lao động, không ngại khó, ngại khổ, làm đủ mọi công việc từ việc nhẹ đến việc nặng và luôn là những người giỏi việc nước, đảm việc nhà, tiêu biểu như bạn Ngãi là tổ trưởng hội phụ nữ thôn, bạn Thanh, bạn Diệu, bạn Thuật, bạn Duyên, bạn Thúy, bạn Thủy, bạn Điệp, bạn Hồng, bạn Thùy, bạn Bích và nhiều các bạn khác nữa. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984
tự hào được đứng đầu trong 12 con giáp. Với tính tình cứng cỏi, nhiều tự hào trong mọi lĩnh vực. Tuổi Giáp Tý chúng tôi thông minh hơn người trong bất cứ mọi lĩnh vực. Từ thời trẻ, chúng tôi cũng vượt trội hơn hẳn bạn đồng hữu cùng trang lứa. Phần đông, tuổi Tý có trực giác nhạy bén, linh lợi, nhiều viễn kiến, rất lạc quan. Dù phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt cũng không bao giờ chùn bước trước những khó khăn, luôn có ý chí vươn lên, luôn tu dưỡng, lao động, học tập hết mình. Tất cả các bạn đồng niên sinh năm 1984 thôn Thiểm Xuyên, dù nam hay nữ, luôn là những người gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, lĩnh vực của đời sống và là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa muôn sắc màu của quê hương Thiểm Xuyên yêu dấu. Hôm nay là một ngày có lẽ rất háo hức đối với toàn thể các anh chị em trong hội đồng niên sinh năm 1984. Chúng tôi đang quan sát và thấy rằng tất cả bà con nhân dân cũng như là toàn thể các hội đồng niên, các dòng họ, các tập thể đang tập trung tại nhà văn hóa, trung tâm văn hóa của thôn để chuẩn bị chương trình lễ rước các hiện vật về ngôi đình mới trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, một buổi sáng hết sức là đẹp trời trong cái tiết trời thu giá lạnh như buổi sáng ngày hôm nay, với ánh nắng chiếu qua các hàng cây tạo nên một khung cảnh tuyệt vời trong một buổi sáng mùa thu lịch sử. Và cũng đã lâu lắm rồi hôm nay người dân thôn Thiểm Xuyên mới lại có một cái buổi háo hức như thế này để đến chiêm ngưỡng những cái hiện vật mà các dòng họ cũng như các hội đồng niên cung tiến cho đình làng. Vào buổi sáng hôm nay thì tất cả các thành viên trong hội đồng niên sinh năm 1984 đã ấp ủ từ rất lâu để được rước ông Nghê về đình làng. Trong buổi tối ngày hôm qua thì tất cả các thành viên đã rất háo hức, và hình như là 44 thành viên trong hội đồng niên sinh năm 1984 cũng đã không ngủ được trong đêm qua để giúp cho cái buổi rước sáng nay thành công tốt đẹp. Vâng, và chúng ta đang nhìn các lễ vật mà hội đồng niên sinh năm 1984 đang bày biện rất đẹp trước sảnh sân nhà truyền thống của thôn. Vâng, chín đồ lễ như chúng tôi đang quan sát, đó là các lễ mà hội đồng niên sinh năm 1984 sẽ cung tiến cũng như rước, trên đường đi rước mà chuẩn bị tới chúng ta sẽ được xem chương trình rước của hội đồng niên sinh năm 1984. Và tất cả các thành viên sinh năm 1984 hiện tại đã đang tề tựu rất đông đủ tại trước những lễ vật, những mâm lễ vật, vâng, những mâm lễ vật được trang trí rất long trọng mà quý vị đang quan sát, cũng như những gương mặt rất rạng ngời trong các thành viên của hội đồng niên sinh năm 1984 trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, đứng đầu hàng nam là bạn Trường, trưởng hội đồng niên. Vâng, và rất nhiều các bạn đang giơ tay chào các quý vị khán giả. Và trưởng đồng niên nữ thì là đứng đầu là bạn Ngãi. Vâng, các bạn đang thể hiện một cái sự quyết tâm chung tay cũng như là thành tâm rước
trong buổi sáng ngày hôm nay để chương trình lễ rước được thành công tốt đẹp. Xin chúc cho buổi sáng ngày hôm nay các thành viên trong hội đồng niên sinh năm 1984 có một chương trình rước lễ long trọng, cũng như là một cái chương trình hết sức ý nghĩa đối với nhân dân thôn Tiểm Xuyên, để bà con nhân dân cũng như toàn thể dân làng chúng ta được chiêm ngưỡng. Và chúng tôi đang nhìn thấy hội đồng niên sinh năm 1984 đang bắt đầu chương trình rước của mình trước sân nhà truyền thống để đi vào đình làng, và hai quả pháo rất rực rỡ đang được bắn để khởi đầu cho một buổi rước trong buổi sáng ngày hôm nay. Đi đầu đoàn rước là biển hiệu và logo của đồng niên nam nữ sinh năm 1984 thôn Thiểm Xuyên, thể hiện tinh thần đoàn kết sáng tạo cùng phát triển, cùng động viên nhau xây dựng kinh tế và cố gắng đi lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống, làm giàu cho quê hương đất nước. Ngay sau biển hiệu là lá cờ Tổ quốc, lá cờ đỏ sao vàng, là linh hồn của một dân tộc, là hồn nước, là niềm tự hào, một biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm của nước khác lên bản sắc dân tộc Việt Nam. Lá cờ biểu thị cho tình thương, là một nước có chủ quyền, có nền dân chủ, tự do. Nền đỏ tượng trưng cho cách mạng đã khiến nhân dân ta bỏ ra rất nhiều xương máu mới lấy lại được nền độc lập của dân tộc. Ngôi sao màu vàng tượng trưng cho cả dân tộc Việt Nam, với năm cánh sao đại diện cho các tầng lớp từ sĩ nông đến công thương binh đã cùng hợp nhất đoàn kết trong đại gia đình người Việt. Cùng với lá cờ Tổ quốc, lá cờ ngũ sắc là lá cờ có năm màu với các hình khác nhau, nhưng thường là cờ vuông hay chữ nhật, có năm màu xanh, đỏ, trắng, vàng, đen. Năm màu này là biểu tượng của năm khí màu trong cột khí tự nhiên của trời đất. Đây là những linh khí vũ trụ, nên những cột khí này đều có tính linh, gọi là cột khí thiêng. Người xưa chọn nơi có cột khí thiêng để đặt đình làng, đền, chùa, miếu. Do đó, các công trình thờ cúng này thường rất linh. Giỏ hoa được trang trí cầu kỳ với đủ màu sắc của các loài hoa, mang hương thơm dịu ngọt đến cho đời. Hương thơm cổ hoa tạo cảm giác dễ chịu, xua tan sự mệt mỏi của mỗi chúng ta, tạo nên khung cảnh trang trọng trong bầu không khí vui tươi, hồ hởi. Hoa được trang trí trong các ngày lễ, đặc biệt nhất là ngày rước. Hoa, hương, vật phẩm luôn là những lễ vật không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên và đời sống tinh thần của mỗi người dân chúng ta. Mâm ngũ quả là một mâm có 5 loại trái cây khác nhau. 5 loại quả tượng trưng cho đầy đủ và thể hiện ước muốn đạt được ngũ phúc lâm môn, phú, quý, thọ, khang, ninh. Ngũ là 5, là biểu tượng chung của sự sống. Ngũ quả thể hiện được sự đầy đủ của các loại trái cây trong trời đất, dùng để thờ cúng. Mâm ngũ quả trở thành tượng trưng cho sự cầu thị được mùa của con người nông dân, cho sự phát triển, sinh sôi. Quả là biểu tượng cho sự sung túc, với hình tượng mỗi quả là vũ trụ. Bên trong quả có chứa hạt, tượng trưng cho sao, mang ý nghĩa sinh sôi, trường tồn và tái sinh bất tận của sự sống.
Xôi gấc có màu đỏ đặc trưng là màu của hạnh phúc may mắn, nên nó được dùng trong các dịp lễ, đặc biệt trong việc làm lễ ở đình, đền. Trên mâm cỗ cúng mà có một con cà trống thiến ngậm bông hoa hồng đỏ đặt trên đĩa xôi gấc thì may mắn sẽ đến với mọi gia đình trong một năm liền. Chính vì thế, trong những ngày rước như thế này, Hội đồng Liên Nam Nữ sinh năm 1984 đã chuẩn bị chu đáo gà trống và xôi gấc đỏ như một công việc quan trọng và có ý nghĩa rất lớn. Tục hóa vàng dựa trên tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, vật hóa vàng thường gắn với đời sống thường nhật để thấy con người ở thế giới bên kia sống gần với dương gian. Bên cạnh đó, lễ hóa vàng cũng chính là lễ đón thần tài, tài lộc về với gia đình, hy vọng một năm làm ăn thuận lợi, hanh thông. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Vâng, hạt gạo đã đi vào nhạc và thơ, những áng thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa vẫn văng vẳng bên tai của mỗi tuổi thơ trong mỗi chúng ta. Gạo thể hiện cho sự hòa hợp giữa thiên nhiên vạn vật với con người. Những hạt lúa vàng thể hiện cho những ngày mùa vàng bội thu, nói lên sự ấm no của bao người, được ví như hạt ngọc của mỗi quốc gia. Những đồng tiền và hạt gạo cũng là sự cầu mong của tập thể đồng niên nam nữ sinh năm 1984, cầu cho nhà nhà được ấm no, hạnh phúc, đông đầy. Trong các truyền thuyết huyền thoại về con vật của Việt Nam thì nghe xuất hiện từ rất lâu, khoảng thế kỷ 1 trước công nguyên. Nó tương đương với giai đoạn cuối của văn hóa Văn Lang đến đầu thời Âu Lạc. Nghe là linh vật thuần Việt, cũng là linh vật đặc trưng của người Việt từ ngàn xưa, cùng với dòng chảy lịch sử và những thay đổi trong quan niệm tâm linh để phù hợp với bản sắc văn hóa Việt. Nghe được nâng tầm lên để ngang hàng với tứ linh Long, Lân, Quy, Phụng. Nghê là linh vật bản địa của người Việt Nam, là con vật canh giữ về mặt tinh thần, chống lại các thứ tà ma, ác quỷ vùng đất linh thiêng như đình, đền. Trong những linh vật phong thủy trong đời sống tâm linh của người Việt thì nghê mang một ý nghĩa đặc biệt. Nếu sư tử đại diện cho sức mạnh, rồng hay kỳ hưu để hút tài lộc, thì nghe rất được tin tưởng làm linh vật có nhiệm vụ canh gác và bảo vệ ngôi đình, đền. Nghe có vị trí trên cao là biểu tượng giàu giá trị, tận trung, tận tâm, trung thành, tuyệt đối, sáng suốt. Nó được đặt vào vị trí có thể soi xét, phân biệt tà ngày, được chào đón, hoan hỉ. Nghe giúp ngăn chặn xua đuổi tà ma, hung khí quấy nhiễu nên thường được đặt ở trước cổng đình, đền. Truyền vô nhị đáo lai, vô nhị đáo ý lai.
Vâng, và bây giờ chúng ta đến với chương trình chính, đó là chương trình lễ bàn giao hiện vật đôi nghê của chính quyền địa phương tổ chức. Hôm nay được sự đấy ạ, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, ban xây dựng, ban tiếp nhận tổ chức, long trọng tổ chức lễ tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm của các anh các chị đoàn viên trong năm 1984 hiện vật nhà một đôi nghê và đá. Chúng tôi ba mươi đại thân cùng toàn thể anh chị em trong hội đồng nhân sinh năm 1984 cùng bà con nhân dân thôn Thủy Sơn. Lời đầu tiên cho các cháu xin thay mặt cho tập thể 44 anh chị em trong hội đồng nhân sinh năm 1984 gửi lời chúc sức khỏe đến các cụ, các vị lãnh đạo thôn cùng toàn thể nhân dân thôn Thủy Sơn cùng các gia đình. Lời chúc sức khỏe và lời chào chân thành ơi. Phát huy truyền thống ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đồng thời tưởng nhớ đến vị thanh hoa làng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam trải qua nhiều biến cố dưới trời mặt lịch sử, chính là thôn Thủy Xuyên xưa kia thuộc hạng lớn và đẹp nhất vùng. Đình có địa thế đẹp, khung cảnh sơn thủy hữu tình. Trong cuộc chống, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đình bị bom đạn tàn phá và tháo rỡ để phục vụ cách mạng, đến nay không còn nữa, nhưng dấu ấn ngôi đình xưa vẫn là niềm tự hào của làng Thiệp Xuyên. Đình làng đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2005 theo quyết định số 931 QĐ-CT ngày 6 tháng 6 năm 2005. Tuy đình làng đã được nâng cấp sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn bị xuống cấp theo năm tháng. Được sự nhất trí của các cụ, sự thống nhất của các lãnh đạo thôn và chính quyền các cấp cùng với sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, năm 2020 đình làng đã được khởi công xây dựng mới, đến nay cơ bản đã hoàn thành. Để tô đẹp thêm cho ngôi đình xứng tầm uy nghi bề thế, các dòng họ, các gia đình và các tổ chức hội đồng nhân đã hăng hái ủng hộ bằng tiền và những hiện vật có ý nghĩa vào ngôi đình. Với ý nghĩa to lớn đó, tập thể đồng niên sinh năm 1984 nguyện thành tâm cung đức và đình một đôi nghê bằng đá. Nghê có vị trí cao là biểu tượng giàu giá trị, tận trung, tận tâm, trung thành, tuyệt đối, sáng suốt. Nó được đặt vào vị trí có thể soi xét, phân biệt tà ngay, được chào đón, hoan hỉ. Nghê giúp ngăn chặn xua đuổi tà ma, hung khí quấy nhiễu nên thường được đặt ở trước cổng đình, đền. Và thay mặt cho anh em đồng niên thì trưởng đồng niên anh Nguyễn Duy Trường cũng đã gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các cụ cũng như toàn thể cán bộ nhân dân thôn Thiệp Xuyên, lời chúc sức khỏe và chúc cho đình ta ngày càng khang trang và tố hảo. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa các chị đồng niên nam nữ sinh năm 1984, rất vinh dự cho địa phương hôm nay được làm lễ tiếp nhận tấm lòng công đức của anh các chị đồng niên nam nữ sinh năm 1984 và một đôi nghê thờ thánh thần hoàng đạo. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho ban xây dựng, cho ban tiếp nhận hôm nay xin gửi tới anh các chị lời kính chúc sức khỏe, gia đình an khang và thịnh vượng. Kính thưa anh các chị, được sự đặc lòng nhất trí của cán bộ và nhân dân địa phương, sau gần một năm tổ chức thi công và thực hiện, đến nay các hạng mục chính của đình thì cũng đã cơ bản hoàn thành. Để đến ngày hôm nay có được kết quả như vậy, đó là sự đồng lòng, đồng thuận của cán bộ, nhân dân của hai giới các bộ địa phương. Trong đó có sự đóng góp bằng tấm lòng, bằng tinh thần, bằng ý thức và bằng trách nhiệm của các anh các chị đồng viên nam nữ. Và đặc biệt là ngày hôm nay các anh các chị đã ủng hộ vào đình làng cho nhân dân địa phương một đôi nghê thờ thánh thành hoàng làng. Nó thể hiện tấm lòng nhân văn truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Với góc độ đó, thay mặt cho ban xây dựng, ban tiếp nhận hôm nay, chúng tôi xin ghi nhận công lao đóng góp của các
anh các chị, và công lao đóng góp của các anh các chị sẽ được lưu vào bia đá để lưu lại muôn đời sau vào lịch sử của đình làng Thiểm Xuyên chúng ta. Cuối cùng một lần nữa, thay mặt cho ban xây dựng, ban tiếp nhận bầu cử ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các anh các chị đồng nghĩa nam nữ 1984 dồi dào sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Yeah.